Tiếp theo mình sẽ chuyển sang cái phần jQuery. Thì phần jQuery này thì bình thường ấy thì các cái slide này nó phải ẩn đi. Đấy. Chỉ có một slide là hiện thôi. Ví dụ trong trường hợp này thì tất cả hiện nay đang là hiển thị, chẳng qua nó chồng lên nhau thì bạn không nhìn thấy thôi. Nhưng còn thực tế là tất cả nó đều hiển thị. Đấy. Cho nên đầu tiên là mình phải cho tất cả các slide này thuộc tính là opacity bằng 0. Đó, sau đó chỉ có một slide được hiển thị. Thì cái slide đấy mình sẽ cho nó, ví dụ như slide số 1 được hiển thị thì mình sẽ cho nó class là tên là gì nhỉ, đang class tên là active. Active có nghĩa là kích hoạt đấy, có nghĩa coi như là cái đầu tiên nó sẽ là active. Thì riêng cái active này thì mình sẽ cộng một cái CSS, mình cho nó opacity bằng 1. Đó, như vậy riêng cái active này thì đều opacity 1. Các bạn nếu bạn làm chuẩn thì bạn nên cho thuộc tính visibility nữa bằng hidden, và khi mà active thì cho visibility bằng visible. Đấy thì cho nó chuẩn chuẩn men. Như vậy là ban đầu mình cho tất cả đấy opacity bằng 0 và visibility bằng hidden, riêng cái active thì mình để nó là opacity bằng 1. Như vậy ban đầu chỉ có một slide hiện thị thôi, hiển thị thôi. Như vậy mình sẽ xếp phần CSS lại lại. Đây là phần setup ở ban đầu, có nghĩa là cho riêng cái slide này được hiển thị. Mình viết ở dưới cùng thì nó dễ dễ theo dõi nhé. Phần là phần viết cho hiệu ứng. Đó, comment đi nhá. Rồi, tiếp theo thì khi mà kích vào cái nút này này. Kích cái nút này. À, HTML chỉnh nốt này. Mình cho active. Đấy, tức là cái này có nghĩa là cái slide này được hiển thị. Tiếp theo là khi mà mình click vào cái nút này thì cái slide này nó sẽ bay sang bên này. À, nó sẽ bay sang bên trái. Và cái slide tiếp theo nó sẽ đi vào từ bên phải. Đúng. Thì như vậy, mình làm công việc đầu tiên là kích vào nút này thì slide bay sang bên trái. Đúng. Làm công việc đầu tiên trước nhé. JS đâu nhỉ? JS đây. Như vậy là mình làm công việc đầu tiên là viết code cho cái nút next. Như vậy là $next chấm next này. Nó để không dấu nháy nhá. Chấm click đấy, tap một cái ra, hoặc là bạn gõ y nguyên cũng được, không có vấn đề gì cả. Nếu mà không có cái phím tắt đấy, phím tắt này thì mình hướng dẫn rồi, nó chính là phím tắt của jQuery. Khi mà add vào trong cái supply text này tự động nó có cái này, plug in tên là jQuery. Rồi khi kích vào đây thì mình sẽ cho cái nội dung này nó biến sang bên trái đấy. Bằng cách nào? Bằng cách add cho nó một class tên là đi sang bên trái đi, đúng không? À, đi sang trái. Đây, kích vào. Cái này đi sang trái đúng không? Như vậy mình sẽ cho cái tên là chấm active ấy. Cái thằng mà đang được hiển thị ấy, nó đi sang bên trái bằng cách là add class. Đấy. Tên là đi sang trái. Biến mất. Biến về trái nhỉ? Hoặc là biến sang trái. Biến mất ở bên trái. Hơi dài tí nhỉ, thôi viết cho dễ hiểu, biến mất ở bên trái. Viết này nhìn dễ hiểu không? Tức là cho cái active này add class là biến mất ở bên trái. Kiểm tra phần tử nhá, refresh này, khi mà kích vào nút này next một cái đấy, bạn thấy là nó add thêm một class là biến mất ở bên trái. Thì tại cái class add biến mất ở bên trái này thì mình sẽ viết một cái CSS cho nó đấy. Đặt tên là chấm một slide chấm biến mất. Thôi, tên dài quá, copy. Đấy, có nghĩa là hai cái class này được áp dụng vào cùng một thẻ thẻ một slide này. Đấy, trong này mình sẽ viết theo hiệu ứng của nó là animation. Tên của nó là gì nhỉ? Biến mất ở bên trái, đúng không? Viết luôn cái tên này. Thời gian khoảng tầm 1 giây và forward, tức là chuyển động sang bên trái luôn. Sau đó viết luôn hiệu ứng của nó là a còng gạch ngang webkit gạch ngang keyframe, tên của nó là biến mất ở bên trái nhé. Sau đó trong này mình sẽ có hai trạng thái, trạng thái đầu tiên là 0% là trạng thái mà đứng yên đấy. Đứng yên đấy có nghĩa là transform translate
không pixel. Trạng thái thứ hai là trạng thái 100%, mình nhân đôi cái này lên, đổi được 100 và dịch nó thành khoảng tầm đây là 100, à không, 100 đi, theo phần trăm này cho nó 100% đi. Đó, thì như vậy là kích vào đây add class âm chứ nhỉ. Như vậy là kích vào đây add class tên là biến mất ở bên trái, thì như vậy là nó sẽ nhận cái animation là biến mất ở bên trái. Animation này định nghĩa là nó sẽ margin left and nó sẽ translate x là âm 100%. Như vậy nó sẽ biến ở bên này. Thế thôi. Hoặc là nếu bạn không muốn dùng translate x thì bạn dùng margin cũng được, hoặc là dùng left cũng được. Không phải dùng transform nữa mà dùng left này. Âm 100%. Left từ 0 chứ nhỉ? Và cho đến left là âm 100%. Cách này cũng được. Dùng cách nào là quen thôi. Đấy. Thì như vậy nó sẽ nhận cái xe để nó biến. Sau khi biến mất ở bên trái xong thì cái thằng khác nó phải đi vào thay thế chỗ ấy chứ, không thì nó trắng không à, đúng không? Như vậy cái bước số 2 là sau khi add class này vào rồi thì ông khác đi vào. Thế để biết là ông khác là ông nào thì mình định nghĩa luôn một cái dòng ở trên này là đằng sau nhỉ. Sau đi. Đánh chữ va vào đây, sau. Sau là tên của ông đằng sau ấy. Bằng đô la chấm active chấm nhá. Có nghĩa là cái ông active này chấm next. Có nghĩa là thằng đằng sau của active. Như vậy là nếu mà viết như này có nghĩa là thằng đằng sau của active chính là cái thằng thằng này này, thằng thứ hai này. Đấy. Thì như vậy mình đã lưu vào một cái giá trị là giá trị sau ở đây rồi. Thì sau khi mà add cho cái active này biến mất ở bên trái xong thì ông sau ấy phải add class là gì nhỉ? Tên là đi vào từ bên phải. Đấy, add thêm một class này. Tức là ông cái thằng hiện tại thì biến mất, thằng thứ hai thì đi vào. Mình kiểm tra phần tử xem nhá. Kích này. Đó, như vậy thằng hiện tại biến mất và thằng đằng sau nó thì có class là đi vào từ bên phải. Như vậy là mình sẽ viết cái set cho cái đi vào từ bên phải. Nói chung là giống cái này, mình nhân đôi cái dòng này cho nhanh. Mà đổi cái này là biến mất thì bây giờ là đi vào. Đi vào. Đi vào. Cái đi vào này thì khá đơn giản. Chỉ đơn giản là ban đầu mình left mình sẽ để là 100%, có nghĩa là nó ở bên, không phải ở đây mà nó ở bên bên phải màn hình, ở ngoài màn hình ấy. Sau đó là cho left vào bằng 0%. Tức là nó sẽ đi từ bên ngoài màn hình, từ bên phải và đi vào. Và thế thôi. Chạy thử xem nào. Kích vào đây nhé. Ông này đâu rồi? À. Mình biết về sau rồi. Tức là nó nhận thuộc tính này rồi. Nhưng mà ở đây nó có thuộc tính visibility bằng hidden và opacity bằng 0. Cho nên mình phải thêm thuộc tính nữa để nó chống lại cái thuộc tính opacity bằng 0. Như vậy ở đây mình sẽ thêm một cái là visibility bằng visible. Và opacity bằng 0 nhé. Giá trị ban đầu là 0 nhé. Đấy, và hidden nhé. Giá trị thứ hai sẽ là 1. Visible. Và opacity 1. Như vậy ở trên cũng phải thế nhá. Trên cũng phải là ban đầu là hiển thị đúng không? Thì ở trên là ban đầu phải là visible. Và về sau phải là hidden. Ấn đi thì đấy. Thử nào. Ồ, được luôn. Làm lại nhá. Khi mà kích vào đây cho cái slide hiện tại đi về bên trái, biến mất ở bên trái này. Sau đó cái slide tiếp theo mình cho đi vào từ bên phải. Đấy. Thế là mình sẽ được một slide. Đó, giống như này này. Ồ, rất dễ đúng không? Nhưng mà cái khó là khó ở đằng sau. Kích lần nữa thì nó lại đi tiếp. Còn mình kích lần nữa sao? Chả có gì xảy ra cả. Bởi vì mình chưa viết đi tiếp. Bây giờ cái phần tiếp theo mình sẽ viết cái phần đi tiếp nhé.